chúng ta sẽ bắt đầu chơi với một thanh đao 220.000 lực chiến để xem đao 220.000 lực chiến gặp với cả cung 190.000 lực chiến nó sẽ ra sao nhá. Ok, 3 2 1, let bo vào phát búp ngay túi vũ quảng cai anh em ạ. Đó rồi, choáng rồi đấy, liên tục dính choáng, các bạn thấy không, sốc đam cực kỳ khủng khiếp. Hiện tại thì máu mình hơi cao. Xuôi, không thể làm gì được, em thấy thanh niên cung kìa, đứng im luôn, đứng im chờ chồng luôn, đứng im, quá khó chịu, thề với anh em luôn, cung là một môn phái cực kỳ khó chịu ở trong cái game về Quách Giang Hồ này. Ok, hello anh em, xin chào mừng anh em đã quay trở lại cùng với cả channel của Fun Game nhé. Và hôm nay thì Fun Game sẽ tiếp tục review và hướng dẫn anh em đi xây dựng một môn phái mà rất là nhiều người chơi ở trong hiệp khách giang hồ, đó là môn phái cung. Ok, bây giờ thì hiện tại là mình đã đạt level 60 ở cái ác cung, cái ác mà mình vẫn hay chơi và review hướng dẫn cho anh em. Thì hiện tại là mình đang chơi đến ngày thứ 9 và chúng ta đang lực chiến đang là 92.000 lực chiến. Xem nào, sức tấn công chúng ta đang ở mức 95.000. Một chút xem bảng xếp hạng xem sao. Bảng xếp hạng hiện tại mình vẫn đang ở cấp 178, mặc dù là mình đã bỏ cái này không tham gia nhiều hoạt động quá từ ngày thứ 7. Nghĩa là 3-4 ngày hôm nay là mình đã không tham gia quá nhiều các hoạt động rồi, để cố gắng lên được level 60 để làm một cái tổng quát cho anh em thôi. Tổng chiến lực của mình hiện tại là 366. Để xem cung thủ nào. Cung thủ thì đang ở top 99, người cao nhất thì đang là 222.000 kinh phết. Ok, còn lại thì chúng ta sẽ cố gắng lên được 100k này, mình không nạp mà. Anh em chơi không nạp thì như vậy là ở mức này là khá ổn rồi. Chúng ta có thể là đi giết người cực kỳ kinh khủng. Nói qua về môn phái cung thì cung là một môn phái mà thật sự cả cung chính và cung tà là một môn phái cực kỳ khó chịu. Cung chính thì sẽ cho các bạn rất nhiều các hiệu ứng, đặc biệt là có choáng. Và rất là gọi là, nói chung là cung chính thì có choáng này, cung tà thì là có câm lặng và làm cái gì nhỉ, xua đuổi hay là cái gì nhỉ, gọi là như kiểu là hiệu ứng gì mà làm cho nó bị ấy ra nhỉ, hoảng sợ, đúng rồi, cái kỹ năng bị hoảng sợ. Ok, thì bây giờ đầu tiên chúng ta hãy cùng với cả Fun Game xem được cả môn phái cung chính này chúng ta sẽ đi theo đường như thế nào nhé. Đầu tiên là về rèn thì tất nhiên rồi, cái phần cường hóa này thì tăng cấp và cường hóa thì các bạn hãy cố gắng làm sao tăng cấp được nhiều nhất có thể, cường hóa cũng vậy, cao nhất có thể, và cái cường hóa và tăng cấp thì các bạn làm sao tăng đều cho mình. Ví dụ như là tăng cấp thì cứ đều là tất cả các trang bị cùng 10, 20, 30, 40, 50, cường hóa cũng vậy, cũng sẽ theo những cái này. Ví dụ như cường hóa toàn thân cộng 11, ví dụ như toàn thân cộng 7 là đã được cộng kích hoạt dòng ẩn này, sau đó là cố gắng là lên cộng 11. Ok, phần khảm thì hiện tại ở đây thì mình chưa có, nhưng mà nếu mà là cung thì các bạn nên ưu tiên cho mình là tấn công và cái dòng mà cái đây này, cái ô này này, cái ô mà hình lục ngũ giác này thì các bạn hãy cho mình là chính xác hoặc là bạo kích. Đó, chính xác khá là ngon, chính xác hoặc bạo kích nhá. Đó, thì các bạn hãy khảm đá vào đấy, nếu có viên chính xác và bạo kích thì các bạn hãy dùng cho mình. Ở đây thì mình do mình chưa điều kiện nên mình cứ áp ép tạm mấy cái viên đá này. Né thì thật ra không cần đối với cả cung. Ok, tiếp theo là về võ công thì sao. Võ công ở đây hiện tại thì mình đã lên được cũng khá khá đây rồi. Chúng ta đã lên được level 64 rồi cơ, kinh vậy. Chúng ta đã full được bộ 3 chuyển của các kỹ năng. Thì hiện tại thì mình đang xem thêm các kỹ năng ở khi chuyển 3 đây. Chuyển 3 thì sao, chúng ta sẽ có hai kỹ năng mới, đó là ngự tiễn phục ma. Kỹ năng này khiến cho mục tiêu phạm nhận sát thương, điểm sát thương đánh lui mục tiêu, đồng thời 92% khiến tỷ lệ bị choáng. Ồ, các bạn thấy chưa, cái kỹ năng này sẽ khiến mục tiêu bị choáng này. Như vậy là các bạn đã có hai kỹ năng gây choáng mục tiêu, và chắc chắn là mình sẽ thay kỹ năng này cho kỹ năng này. Tiếp theo, kỹ năng tiếp theo sẽ là thâu thiên hoán nhật, bắn 3 mũi tên gây sát thương, đồng thời có 93% xóa một hiệu ứng có lợi của đối phương, kinh phết. Mình sẽ thay cho mục tiêu này, gây sát thương mục tiêu này và đẩy lùi mục tiêu. Thật ra thì đẩy lùi cũng sẽ khá là ngon. Cái kỹ năng này thì thật ra sau này anh em có bôi cung xà ảnh đúng không? Bôi cung xà ảnh thì sau này hình như có khí công để chuyển nó thành bị động thì phải. Đây này, các bạn dùng cái nhuệ lợi chi tiễn để chuyển cái bí công xà ảnh thành bị động. Sau đó thì các bạn dùng cái kỹ năng này, các bạn dùng kỹ năng này lên. Đó, thì cái này sẽ chuyển thành bị động. Cái kỹ năng gọi pet thì sẽ thành bị động. Đó, thì sẽ là hay nhất. Đây, hiện tại thì kỹ năng sẽ là như này là chuẩn đối với cả cung chính. Sẽ có hai choáng
một cái làm xóa hiệu ứng và một cái là nhảy lùi. Cái này thì sẽ thành bị động, cái này cũng cần bị động nhá, cái này tấn công duy trì này. Thì khí công anh em sẽ dùng một là cái bách bộ xuyên dương này. Thì cái bách bộ xuyên dương là sẽ làm sao mỗi khi nhận 5 lần sát thương có 30% khiến kẻ địch bị tấn công choáng 1 giây, tiếp tục chúng ta lại có thêm một cái choáng nữa khi mà chúng ta đánh thường. Chính vì vậy mà các bạn cần build chính xác rất là nhiều để có thể là tấn công được mục tiêu nhanh, và cứ 5 lần thì lại bị choáng một phát, cực kỳ là khó chịu luôn. Mình thề các bạn là như vậy. Tiếp theo chính là cái nhuệ lợi chi tiễn, đó là cái khí công mà làm cho cái kỹ năng bôi bôi cung xà ảnh biến thành kỹ năng bị động. Đó thì là đây là cái khí công thứ hai các bạn phải dùng. Khí công thứ ba nữa chính là cái vô minh ám thi này này, đó là nó khiến cho cái kỹ năng tiễn phá tàn dương thành kỹ năng bị động đó. Và cuối cùng là đây chính là cái kỹ năng vạn tiễn phá ma, giúp tỷ lệ choáng mỗi lần sát thương tăng 5%. Đó, hoặc là các bạn có thể thêm cái này, hoặc là các bạn có thể nếu bạn chưa có điều kiện thì có thể là đi theo cái đường chí mệnh tuyệt sát cũng khá là ngon. Đó thì đấy là những cái khí công mà mình khuyên các bạn nên dùng. Hiện tại thì mình chưa có nên mình đành phải dùng cái liệp ảnh chi nhãn. Thì cái này là biến cái kỹ năng săn thú thành độc xà, tuy nhiên là không cần, thay cái này bằng cái nhuệ lợi chi tiễn sẽ ngon hơn nhiều. Đó, sát thương kèm, cái này thì để đi đánh săn boss thôi. Cái này săn boss sẽ cực kỳ ngon anh em ạ, tại vì nó có sát thương kèm. Đó. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong. Nó hộ thể thì không cần, hộ thể anh em không cần dùng đối với cung. Đó. Ok, như vậy là mình đã review xong cho anh em về khí công nhé. Khí công nhắc lại một chút này, khí công chúng ta hãy dùng cái bách bộ xuyên dương này là một này. Tiếp theo chính là cái đây nhuệ lợi chi tiễn này. Cái thứ ba chính là cái vô minh ám thỉ này. Và cái cuối cùng là các bạn có thể lựa chọn giữa thiên ngoại tam thỉ hoặc là chí mệnh tuyệt sát. Hai cái này các bạn có thể luân phiên thay đổi nhau. Cái này thì giúp tăng tỷ lệ choáng. Vạn tiễn phá ma sẽ là giúp choáng và tăng sát thương. Đấy, vạn tiễn phá ma chính là cái kỹ năng này. Đây, chính là cái kỹ năng này. Chúng ta đang dùng kỹ năng này mà. Bắn mục tiêu riêng lẻ 8 mũi tên mỗi lần tạo sát thương này. Và có mỗi lần có 30% cái tỷ lệ mục tiêu bị choáng. Khi mà chúng ta cộng cái khí công đấy thì nó sẽ có nhiều cơ hội để khiến cho kẻ địch bị choáng hơn, và sẽ có 3 lần kỹ năng bị choáng liên tục. Nên hai kỹ năng này đã là choáng rồi. Ngoài ra các bạn đánh thường 5 phát mà xuyên được vào mục tiêu bị nhận thì cũng sẽ bị choáng. Chính vì vậy mà cung cần theo build thì đường chính xác rất là nhiều. Về phần thú cưng thì không nạp thì chúng ta chỉ có ba con pet này là pet cam thôi. Đó, thì chơi ba pet này. Ngoài ra thì các bạn có thể dùng pet rùa cũng khá ổn đối với cả pet cung để các bạn đi phụ bản khá là ngon, vì pet rùa có khả năng búp máu, cung là môn phái khá yếu mà lại bắn xa, cho nên là các bạn cần phải một cái pet có khả năng búp máu thay cho bá thiên hổ. Cái này thì là tăng nộ thì là chuẩn rồi, cái này đi con này là con rồng mà đi trên cực kỳ ngon. Đó thì pet thì bạn có thể luân chuyển giữa ba con này để đi phụ bản và ba con này để đi PVP. Rồi, thần binh thì chúng ta cũng không nạp, cho nên là chúng ta hãy dùng cái hỏa long đao. Để nói chung là hỏa long đao gần như là rất là ngon để cho các bạn có thể đi được nhiều thứ. Sau này thì các bạn có thể sau này nếu các bạn có mà mạnh hơn thì chúng ta có thể dùng cái huyền vũ phá cung này, bỉ ngạn hoa cũng khá là ngon này, hoặc là truy hồn thương. Thì những cái này các bạn hãy tham gia, hoặc là đi các cái đi đánh boss này, hoặc là đi chế tạo, hoặc là cái gì đấy thì chúng ta sẽ nhận được, thì dần dần chúng ta sẽ nhận được. Còn lại hiện tại bây giờ thì cứ chơi cái hỏa long đao này đi sẽ ngon hơn là cái cơ quan linh này. Cơ quan linh là tăng thủ anh em ạ, nên cái này ngon hơn. Ok, ok rồi. Như vậy là xong phần thần binh. Phần thú cưỡi thì như hôm trước mình có giới thiệu là hiện tại chúng ta cũng mới chỉ có ba con pet thôi, không nạp gì, cho nên chúng ta chỉ có ba con pet. Thì về phần tẩy luyện thì các bạn hãy cứ tẩy luyện hết cho mình tấn công và chính xác là những cái ngon nhất của pet. Đây, thật ra thì mình vẫn không thích cái dòng phòng thủ này lắm. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn cứ phải để lại vì nó là dòng cam anh em ạ. Còn này sau này có tiền thì chúng ta sẽ tiếp tục tẩy luyện. Ở đây là HP chính xác và tấn công thì nó cũng là dòng cam nên mình không có cái trách cứ gì cả. Tuy nhiên thì đây là mình tẩy luyện. Ồ, chúng ta chỉ có 19 cái thôi. Ba dòng HP không ngon lắm. Nếu mà kiếm được một cái dòng tấn công ngon đây thì mình sẽ thay. Quan lưu ý là cái cấp tẩy luyện càng cao thì những cái điểm chỉ số thì chúng ta sẽ càng được tăng tiến. Đó. Rồi như vậy là xong rồi đúng không? Còn gì nữa không nhỉ? Về nội giáp thì sao? Nội giáp thì ở đây thì mình sẽ khuyên các bạn là nếu mà các bạn đi theo đường đam thì đúng là chỉ có đi theo đường hỏa dương là ngon nhất thôi. Đó, hỏa dương là ngon nhất. Sau đó thì các bạn có thể là
dùng cái huyền âm cũng được, huyền âm khá ổn. Ở đây thì mình đang làm cái huyền âm này, mình đang định là mở huyền âm vì huyền âm nó có nhiều hiệu ứng khống chế. Để từ từ mình thiếu mất 5 cái thiên ngoại viễn thiết, chúng ta phải đi đổi lấy 5 cái thiên ngoại viễn thiết đấy đã. 5 cái đấy thì để xem nào, đi một lần hội trường là chúng ta một lần cái hội võ này, là được một cái thiên ngoại viễn thiết, hình như là còn thiếu 4 cái đúng không? Đây rồi, chúng ta sẽ bắt đầu để xem cái sức mạnh của cung là như thế nào nhá. À, về tuyệt kỹ thì các bạn dùng cái túy vũ cuồng ca cho mình, dùng túy túy vũ cuồng ca. Rồi rồi, các bạn thấy choáng liên tục chưa? Chỉ có choáng mà là choáng thôi, nhưng mà thanh niên kia hình như không, thanh niên này hình như AFK rồi. Chúng ta lại gặp đúng thanh niên AFK, chán quá. Gặp thanh niên AFK này thì chịu rồi. Mặc dù là các bạn thấy là mình có thể bắn choáng liên tục được thằng này. Đó, đánh cung thì đó, các bạn thấy không? Choáng liên tục luôn, không thể làm gì được, cực kỳ khó chịu. Đó. Cực kỳ khó chịu. Cực kỳ khó chịu. Đó. Cực kỳ khó chịu luôn anh em ạ. Nếu anh em, thôi. Chết mất rồi. Không kịp chỉnh. Tại vì thanh kia AFK buồn quá. Ok lại vậy. Thế như cái AFK. Ok. Như vậy là chúng ta đã nhận được một lần đây, như chúng ta nhận được thêm 2 cái nữa, ngon rồi. Bây giờ các bạn có thể đổi ở để xem nào, đã mở được nội giáp chưa nhỉ? Không biết là cái điểm võ huân chưa đủ nữa. Hơi buồn là điểm võ huân của chúng ta cũng chưa đủ. Võ huân mới có 310. Ok, như vậy là chúng ta chưa mở được nội giáp. Nếu mở nội nội giáp thì chúng ta cũng sẽ lên được gần 5 100 100.000 lực chiến đấy. Không đùa đâu anh em ạ. Ok. Rồi về phần đâu đúng rồi, về phần võ công mình xin nhắc lại thêm nữa là phần khí công. À, về phần tuyệt kỹ thì các bạn build hết cho mình cái túy vũ cuồng ca này. Túy vũ cuồng ca sẽ búp đam cho anh em lên một cái khoảng thời gian rất là nhanh. Đó thì sẽ là rất là ngon. Ok. Rồi. Như vậy là mình đâu, rồi bây giờ thì mình sẽ test thử cho anh em xem những cái trận đánh của mình để xem sức mạnh như là độ khó chịu của cung là như thế nào nhá. Bây giờ mình sẽ vào đấu trường này. Đấu trường cá nhân, nên bây giờ lực chiến các bạn thấy là mình có 190.000 lực chiến, nên chúng ta sẽ đánh với cả thanh niên quạc 210.000 lực chiến này xem sao. Đây, pet của mình cũng chỉ có 3 con pet cùi này thôi. Rồi. Chiến thôi. Đó, thì trước khi vào thì chúng ta sẽ, thật ra thì mình hơi bị sai lầm đấy, đánh nghĩa là nên, tại vì chưa có cái kia biến thành cái bị động, cho nên là nên có pet, chúng ta nên có thêm. Đó, có thể bắn kinh không, choáng liên tục luôn, choáng không để đâu hết, choáng luôn. Bạn thấy là bị hiệu ứng choáng liên tục, đối phương cực kỳ khó chịu này, được chỉ đứng im ấy. Bạn thấy đứng im không? Đứng im cho mình bắn luôn, đứng im luôn. Pet của họ khỏe hơn mình. Tuy nhiên thì đấy, pet thì cũng không thể làm gì được, anh em thấy kinh không? Xong. Một mình cân team hơn đến tận 30.000 lực chiến. 30.000 lực chiến vẫn có thể ăn được bình thường với cung chính. Thật ra thì nếu mà chơi cung thì cung chính với cung tà thì nó cũng gần gần tương tự nhau anh em ạ. Chỉ khác nhau mỗi cái là một cái là gây choáng liên tục, của một cái là gây 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 gì nhỉ? Gây bị xua đuổi à? Tự nhiên mình cứ không nhớ được cái từ đấy. Như đây chúng ta sẽ bắt đầu chơi với một thanh đao 220.000 lực chiến để xem đao 220.000 lực chiến gặp với cả cung 190.000 lực chiến nó sẽ ra sao nhá. Ok, 3 2 1. Lẹt bô, vào phát búp ngay túy vũ quảng ca anh em ạ. Đó. Rồi, choáng rồi đấy. Liên tục dính choáng, các bạn thấy không? Sốc đam cực kỳ khủng khiếp. Hiện tại thì máu mình hơi cao. Xuôi. Không thể làm gì được, em thấy thanh niên cung kìa, đứng im luôn. Đứng im chơi chồng luôn. Đứng im. Quá khó chịu. Thề với anh em luôn, cung là một môn phái cực kỳ khó chịu ở trong cái game Hiệp Khách Giang Hồ này. Quá khó chịu chứ không phải là khó chịu nữa. Đấy là chúng ta vừa đánh với một thanh niên đao nhá. Đó thì trên lực chiến chúng ta leo lên cực kỳ dễ. Tiếp theo với một thanh niên kiếm đi. Kiếm 230.000 lực chiến. Như vậy là hơn, bắt đầu lên đến 50.000 lực chiến rồi anh em ạ. 40 gần 50.000 lực chiến rồi. Lúc nãy là thanh niên đao hơn 40.000 lực chiến, và bây giờ chúng ta đánh một thanh niên kiếm cũng hơn vào tầm gần 50.000 lực chiến. Rồi, để xem kiếm sẽ làm gì. Xuôi, các bạn thấy sát thương kèm đi vào cực kỳ là lớn. Ui dồi ôi, bắn kìa. Ui dồi ôi, kiếm kìa. Em thấy không? Đó, các bạn thấy nó khó chịu của cung chính là như thế nào chưa?
bắn choáng liên tục. Chúng ta đã có tận 3 skin gây choáng, nghĩa là các bạn để ý nhá, là hai kỹ năng nếu mà các bạn không choáng được mà các bạn chính xác cao, các bạn xuyên thì cũng chắc chắn là tỷ lệ phần trăm phía sau đã chính xác rồi. Vì đây là cái phần võ công này, khí công này. Đâu nhỉ, nó có cái mà bắn 5 phát thì sẽ chắc chắn một phát chính xác ấy nhỉ. Đây này, bách bộ xuyên dương, mỗi khi nhận à có 30%. 30% thế là cũng nhiều rồi, 30% gây chính xác là quá khủng khiếp rồi anh em ạ. Không thể đòi hỏi gì hơn ở một việc. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào đạo trường. Đạo trường để đánh với cả, bây giờ mình có 199 đúng không? Chúng ta đánh với một thanh niên cung đi, 280.000 lực chiến này đi. Ok, để phòng thủ mình sẽ cho thêm một con pet. Ok. Chúng ta sẽ bắn với một thanh niên cung, cung này là cung tà. Chiến thôi. Cung tà khác cung chính, cung tà là hoảng sợ và cung chính là choáng. Tí để xem có đúng là cung tà là hoảng sợ không? Mình không nhớ lắm đâu, nhưng mà tuy nhiên thì hình như là như vậy. Đó, anh em thấy sốc sát thương kinh chưa? Bắn như này thì chịu sao được, choáng liên tục này. Đó. Chỉ có chết thôi anh em ạ. Chỉ có nằm sấp mặt thôi. Ok, như vậy là chúng ta đã thắng được một thanh niên lực chiến hơn rất nhiều luôn. Đó, như vậy là các bạn đã thấy sự bá đạo của cung, như còn thương thì còn chết nữa. Thương thì thật sự với các anh em là thương thì chỉ có nằm sấp thôi, không có nằm được ở trên đây đâu. Đây, mình sẽ tìm một thanh niên thương ở đây nhá. Không thấy có thương. Thương ở cái server này càng ngày càng ít anh em ạ. Hiện tại thì các server về sau thì họ thấy sự bá đạo của cung quá, cho nên là chơi rất nhiều cung, cung kiếm và đao. À đây, thương đây. Thương đây mà. Trời, 230.000 nhá. Hay đánh thanh niên 240.000. Thôi, 230.000 lực chiến nó cao hơn. À, nó xếp hạng cao hơn. Ok, đây sẽ là thương. Chúng ta sẽ đánh với thương. Thương thì cũng đơn giản thôi các bạn ạ. Thương là một môn phái mà cực kỳ dễ bị thả diều, còn dễ thả diều hơn cả kiếm. Kiếm nó còn có né, nhưng thương thì gần như không có né. Các bạn thấy không? Chỉ đứng im này. Đó, lại choáng này, lại choáng này, lại choáng này. Nhảy lùi ra này. Xoa. Để nó áp sát được thì chúng ta đã nhảy lùi ra được rồi. Các bạn thấy là cực kỳ là khó chịu luôn. Chơi cung là môn phái cực kỳ khó chịu. Nếu sau này mà ví dụ như được đổi môn phái thì có lẽ là mình sẽ đổi thử sang cung để chơi với sự khó chịu của cung thủ. Và đi cung thủ mà đi đam bot thì cũng cực kỳ là ngon. Nhiều anh em thấy, nhiều anh em chê cung nhưng mình chả thấy là hơi, anh em chưa biết chơi thôi. Chứ còn cung thì thực sự nó quá mạnh rồi. Quá mạnh ở những giai đoạn đầu và cung cực kỳ khó chịu. Đó. Đúng bộ kỹ năng như vậy, anh em chơi đúng theo bộ kỹ năng này như mình và thay cái khí công. Cái khí công chỉ cần thay đổi lại một chút thì sẽ cực kỳ mạnh. Đó là cái khí công đây. Mình chỉ cần mở được cái bôi cung xà ảnh này thôi là chúng ta tự nhiên có thêm một cái kỹ năng pet. Cái kỹ năng này thành pet. Rồi, như vậy là chúng ta full về kỹ năng của cung. Cực kỳ là trâu bò và cực kỳ là ngon. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi một lần hội trường nhé. Chúng ta đi đánh đánh hội võ trường đây. Lúc nãy là một thằng nó bị AFK nên là nó không thể hiện sức mạnh của cung thủ của mình. Bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem sức mạnh của cung thủ. Ok. Đợi hơi lâu một chút, chúng ta sẽ làm thử một ván. Thấy là cái sự độ khó chịu của cung thủ luôn. Và đặc biệt là cung chính. Cung chính thì phải nói là thôi rồi, mình chơi cung chính mình cảm nhận là cung chính cực kỳ hay. Kể cả anh em không nạp VIP thì chơi cung đúng là sự hoàn hảo luôn. Thầy với anh em là không nạp VIP thì chơi cung quá là hoàn hảo. Không nạp chơi cung cực kỳ ngon luôn. Đừng nói gì ở đây. Choáng bằng chết thì thôi. Đấy, không sợ luôn. Từ từ, lùi lại một tí. Đấy, anh em thấy choáng không? Đứng ở xa bắn thôi. Chúng ta cứ đứng ở xa bắn thôi. Thôi, thanh niên kia chết rồi. Thanh niên kia lao vào sớm quá chết rồi. Tuy nhiên là một mình chúng ta cân team. Choáng liên tục hai thanh niên kia. Tuy nhiên thì thằng đao nó có làm choáng anh em ạ. Thằng đao nó có dập làm choáng, nguy hiểm phết. Ok, một mình chấp hai. Một mình chấp hai liệu chấp được không? Ôi, nó có cái kéo lại, ghét quá. Thôi không được rồi. Nó có cái kéo nó kéo lại, két quá. Thằng kiếm này thì có vẻ lao vào kinh vậy. Không cân được team rồi. Vì bên kia có đao, bên mình có kiếm. Thì kiếm này không biết chơi, hình ra là hơi khó khăn đây. Phải bắn tìm cung thủ bắn trước. Lại gặp kiếm rồi. À, lại gặp đao rồi. Chúng ta chuyển tắc ghét sang thành cung rồi này. Đó. Chuyển target sang cung. Phải bắn cung trước. Thằng cung là thằng cực kỳ nguy hiểm. Chạy đâu?
chạy đâu. Ồ chết 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 chết. Bị đằng đao giữ lại, bị đằng đao giữ lại. Từ 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 từ, né né né. Né ra né ra né ra. Ôi giời không kịp rồi. Không tiêu diệt được thằng cung anh em ạ. Thằng cung bên đấy đao cũng khá to. Ok, như vậy là chúng ta review như vậy thôi, nhưng mà các bạn thấy là độ gọi là khó chịu của cung khi mà nó làm choáng liên tục. Bây giờ mình sẽ thử cho anh em xem về phần cung tà thì sao nhá. Cung tà này, kỹ năng của cung tà. Bắn một mục tiêu nổ tung. Nổ tung khi trúng mục tiêu gây sát thương, đốt cháy và tỷ lệ choáng cũng có choáng. Giúp bản thân tăng giới hạn bạo kích và lập tức triệu hồi một thú săn. Tiếp theo, kỹ năng này sao? Bắn mục tiêu đồng thời khi sợ hãi đây này, có sợ hãi này. Một choáng một sợ hãi. Liên tục 3 bắn 3 mũi tên hiệu quả. Khiến hiệu quả phụ mục tiêu kéo dài. Ok. Thật ra thì nó kỹ năng nó cũng gần tương tự giữa cung chính và cung tà thôi anh em ạ. Không khác nhau đâu. Một cái là thằng cung chính là nó sẽ đây nhá, kỹ năng này cũng là gây choáng nhá. Cái này là tăng sức tấn công nhá. Thì cái của thằng cung tà thì nó là tăng bạo kích đúng không? Đấy, tăng bạo kích. Thì cái này tăng tăng sức tấn công thì chúng ta sẽ cần phải chính xác. Còn thằng này tăng bạo kích rồi thì cũng cần phải chính xác thôi. Vì đã có bạo kích thì phải chính xác thì nó mới nổ được bạo kích. Còn thằng này thì sẽ là cái hiệu quả thứ ba, thằng này cũng là một cái choáng nhá. Kéo chạy choáng 2 giây này. Và cái này là bắn 3 mục tiêu xua tan, có nghĩa là xóa đi một cái hiệu quả có lợi. Còn thằng cung tà này thì cũng là bắn theo hình quạt. Sợ hãi trong 3 giây. Đó. Thì là sợ hãi, có nghĩa là làm sợ hãi trong 3 giây. Cái này là liên tục bắn 3 mũi tên, có tỷ lệ khiến hiệu quả phụ, nghĩa là nếu mà bị chảy máu hay các thứ thì hiệu quả phụ sẽ kéo dài thêm một chút, thêm vài giây hoặc là thêm một giây gì đấy. Đó thì thật ra là các bạn bảo là cái cung chính và cung tà thì về kỹ năng thì mình thấy là nó cũng gần na ná tương tự nhau. Một thằng ví dụ như kỹ năng thằng kia là tăng chính xác, tăng đam thì thằng này là tăng bạo kích, thằng kia là có choáng thì thằng này là có sợ hãi. Đó thì nó chỉ thay đổi một chút thì thôi, anh em chơi nó cũng gần gần tương tự nhau thôi, không có gì khác nhau giữa cung chính và cung tà đâu. Thật sự là như vậy, anh em đừng phân vân giữa cung chính và cung tà, thích chơi cái nào thì chơi cái đấy thôi, không có gì cả, nó đều khó chịu như nhau. Ok, như vậy là mình đã review xong cho anh em về môn phái cung nhá, và đặc biệt là cung chính. Còn cung tà thì mình nghĩ là nó cũng tương tự như vậy, anh em chơi cũng tương tự y hệt như vậy, cần tấn công chính xác và có bạo kích. Ok, đặc biệt là cái chính xác của cung là cũng khá là quan trọng, vì cung cần phải bắn trúng thì mới gây được những cái hậu quả phụ và có những cái thuộc tính đi kèm. Ok, như vậy là mình đã review xong cho anh em môn phái cung. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên để lại một like cũng như một subscribe cho kênh channel của Fun Game nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bye bye.